Chào mừng anh chị trở lại với Talk Chứng khoán trong buổi tổng kết thị trường ngày 16 tháng 8 và nhận định thị trường ngày 17 tháng 8 năm 2021. Đánh giá các cổ phiếu mạnh nhất, các cái cổ phiếu bùng nổ trong phiên, phân tích các cái dòng cổ phiếu hot nhất hiện nay là chứng khoán bất động sản, bán lẻ và các cái dòng đang chạy nước rút như là dịch vụ vận tải và hóa chất, đạm và chia sẻ với các anh chị về chiến thuật đánh các cổ phiếu dòng trụ. Thì đầu tiên đi vào thị trường. Thì các anh chị thấy là đối với index hôm nay thì là thị trường tăng là 1%. Và khối lượng rất là tốt, nó là khối lượng tốt nhất trong vòng khoảng 20 phiên trở lại đây. Thì các anh chị cũng thấy rằng là kể từ ngày 30 tháng 7 thì Talk Chứng khoán cũng chia sẻ với anh chị cái quan điểm là thị trường bắt đầu xu hướng uptrend. Bởi vì tại sao? Tại vì cái ngày 30 tháng 7 này thị trường test vượt qua cái đỉnh cũ cũng như là vượt lên cái đường MA trung bình MA20. Do vậy là chúng ta cũng đưa ra cái quan điểm, cái nhận định là thị trường trong một cái xu hướng uptrend. Và hiện nay thì rất nhiều dòng cổ phiếu thay nhau chạy rất là mạnh. Đầu tiên là dòng bất động sản, dòng dịch vụ vận tải, dòng hóa chất, rất nhiều dòng khác. Và bây giờ hiện nay chứng khoán, giống như các cái phân tích nhận định vừa qua thì hiện nay đang chạy rất là mạnh. Như vậy thì với các cái đánh giá về chỉ số index cũng như là cái số lượng các cổ phiếu mạnh nhất hiện nay thì chúng ta có thể yên tâm thấy rằng là thị trường đang trong một cái xu hướng uptrend rất là tốt. VN30 thì sao? VN30 cũng vậy, tăng 1,1% và khối lượng rất là tốt. HNX Index thì là vượt các cái đỉnh cũ về khối lượng rất là tốt. HNX Index cũng vậy. Anh chị nhá, như vậy thì ở đây thị trường chúng ta sẽ không cần phải nói nhiều nữa mà nó đang trong một cái xu hướng uptrend rất là tốt. Cụ thể thì đi vào phân tích các cái cổ phiếu, các cái dòng cổ phiếu mạnh nhất. Thì trước khi đi vào chi tiết thì mình cũng chia sẻ với anh chị cái file Excel này. Cái file này thì mình gửi tặng cho các anh chị. Ở đây thì nó có các cái thông tin về cổ phiếu, các cái ngành. Ngành ở đây là theo FEAM các anh chị nhá. Có giá đóng cửa, giá tăng giảm này. Xét khối lượng trung bình so với năm phiên này. Đây là cái mà cột mà những cái cổ phiếu mà volume nó kiệt dần, nó giảm dần và nó kiệt, bản chất sẽ gọi là kiệt dần. Các cổ phiếu bùng nổ trong ngày hôm nay, các cổ phiếu mạnh nhất, các cổ phiếu trên MA10 và mức tăng giá từ nền. Thì cái nền ở đây do mình cốt cho nên nó cũng tương đối, nhưng mình nghĩ nó cũng có thể đúng được 90% để các anh chị có thể tham khảo cái cột này để đánh giá xem cái sức mạnh của cổ phiếu, tiềm năng của cổ phiếu. Ngoài ra chúng ta đánh giá cái lợi nhuận mà chúng ta kiếm được kể hoặc là cái mức tăng giá cổ phiếu kể từ ngày mà chúng ta xác nhận quay lại thị trường là từ ngày 30 tháng 7. Đấy. Và đây là trung bình của ngành. Trung bình tăng của ngày kể từ ngày 30 tháng 7 đến nay. Thì hôm nay các cổ phiếu bùng nổ các anh chị thấy rất là nhiều này. Đấy, rất nhiều cổ phiếu bùng nổ như là trong lĩnh vực bất động sản, chứng khoán. Là cái dòng chứng khoán này rất là mạnh. Hóa chất này, ngân hàng có một số cổ phiếu rồi. Đấy, xây dựng, thiết bị vật liệu xây dựng thì đây là những cổ phiếu mà là bùng nổ ngày hôm nay. Bùng nổ chứng tỏ là dòng tiền vào rất là tốt anh chị nhé. Thì ở đây cũng chính là những cái dòng mạnh nhất. Thông thường chúng ta sẽ nhìn vào số lượng cổ phiếu bùng nổ, số lượng cổ phiếu tăng giá và cái mức tăng giá kể từ ngày xác nhận quay lại thị trường này, thì chúng ta đánh giá các cái dòng nào là dòng trụ. Thì quay trở lại với Ami Broker thì anh chị có thể nhìn đây là các cái cổ phiếu mạnh nhất nhé, các cổ phiếu mạnh nhất trên thị trường. Những cổ phiếu mạnh nhất này thì nó có đặc tính là gì? Thứ nhất là nó tăng giá tốt, dòng tiền vào rất là mạnh. Và thứ hai là nó đa phần là vượt những cái đỉnh cũ, đa phần là vượt đỉnh. Có một số cổ phiếu có thể chưa vượt những cái đỉnh cũ nhưng mà nó có cái đà vào rất là mạnh. Thì nghe chị có thấy là ví dụ ở đây thì mình có sắp xếp theo nhóm ngành rồi. Các cổ phiếu mạnh nhất hiện nay ở đây, nếu các anh chị nắm giữ các cổ phiếu mạnh nhất thì đương nhiên là rất là tốt, quá tuyệt vời luôn. Tuy nhiên là nếu một số cổ phiếu chạy nước rút thì các anh chị phải chạy, ví dụ như một số cổ phiếu về dịch vụ vận tải hoặc là đạm thì nên phải chốt lời nhá. Thì ví dụ đầu tiên là AAT này, khối lượng vào rất là tốt này và giá tăng này, cổ phiếu này chưa vào đỉnh cũ nhưng rất là mạnh này. Đấy, PET này, cổ phiếu rất là mạnh này. Vận tải có một số cổ phiếu như FIT này, Vinhome này cũng mạnh này, dòng tiền, nhưng mà tuy nhiên này là một phiên bán ra, lát mình sẽ phân tích về cổ phiếu Vinhome này. D2D này, CCL này. Đấy, chứng khoán này, VMS, chứng khoán rất là nhiều nhá. VDS, BVS này, TCI này, SBS này, APS này, rất là nhiều cổ phiếu mạnh, CKG nhé, dịch vận tải nhé, rất là mạnh. Hóa chất cơ bản GVR, DPR nhé, DRI nhé, CT đây thì các anh chị có thể tham khảo, anh chị có thể dừng lại anh chị tham khảo. Thì những cổ phiếu mạnh nhất này thì mình muốn lướt cho anh chị thấy đấy, để anh chị thấy điên điều gì. Thứ nhất là nhìn vào những cổ phiếu mạnh này thì các anh chị sẽ thấy được cái dòng nào là cái dòng mạnh. Ví dụ như đây các anh chị thấy có dòng bất động sản là ok này, dòng chứng khoán rất là mạnh, số lượng cổ phiếu nợ rất là nhiều này, dịch vụ vận tải này mặc dù đang chốt lời nhưng mà vẫn mạnh, hóa chất cơ bản cũng mạnh, ngân hàng mình có một số cổ phiếu thôi thì đang le lói. Thì các anh chị có thể nhớ lại trong cái một số những cái
Video phân tích trước á, thì mình cũng dự đoán là có ba cái dòng mà khả năng sẽ là dòng trụ. Thứ nhất là dòng chứng khoán, thì dòng chứng khoán là hiện nay nó chạy rồi đúng không, số lượng cổ phiếu nhiều rất là nhiều luôn, thì là mình dự đoán dòng chứng khoán này nó cũng là tương đối chuẩn đúng không. Ngoài ra dòng ngân hàng mình nghĩ là hiện nay cấu trúc nó cũng đẹp, cũng sắp chạy. Và cái dòng dầu khí thì sẽ đang cần rũ bỏ tiếp một cái nhịp nữa, sau đó nó cũng sẽ là một cái cơ hội tốt đấy. Các chị thấy này, vận tải biển này, xây dựng này, thì đây là những cái cổ phiếu mà mạnh nhất, dòng tiền đang vào và khối lượng đang có sự gia tăng đó. Thì cái tiếp theo thì anh chị có thể đi vào cái phân tích các cái dòng. Thì khi mà chúng ta tìm các cái cổ phiếu mạnh nhất này này là để chúng ta đánh giá các cái dòng là chính nhé. Còn có những cái cổ phiếu nó sẽ chạy xa cái điểm mua rồi thì chúng ta sẽ không mua được, vì chúng ta sẽ phải trở lại phân tích theo từng dòng. Mình chọn các cổ phiếu tốt nhất này, cổ phiếu tăng giá này, cổ phiếu tăng giá này, đây các cổ phiếu tăng giá này. Đấy, các anh chị nhìn nhá, thì mình sẽ rà soát những cái dòng chính, một số cái dòng chính thì các anh chị này, nhất là bán lẻ tổng hợp PET này. PET này nhiều bạn hỏi PET này, thì PET này phiên bán ra khối lượng thấp thì không sao, vẫn lên được anh chị nhé, không sao nhé, PET vẫn lên được. FLT này vẫn lên được anh chị nhé, không vấn đề gì. DGW này vẫn lên được, các anh chị nắm giữ thì ok, không vấn đề gì. Thế Di Động này thì nó đang khối lượng đang kiệt, thì nó đây là một cái khu vực trading range rộng, đây là một cái khu hẹp, thì nó vẫn trong cái khu hẹp này thì nó sẽ lên anh chị nhé, vẫn ok. Nói chung bán lẻ là cái dòng mà mình cũng có những cái kỳ vọng nhất định. Ngoài ra bất động sản thì các anh chị thấy là có IDG này, nay là dòng tiền vào rất là tốt, khối lượng tăng mạnh cũng chạy tốt này. Đích này, đích là cổ phiếu rất là mạnh, thì các anh chị cứ nắm chặt cái cổ phiếu này nhé. Nhiều anh chị hôm trước có chia sẻ, một số anh chị có mua cái cổ phiếu này đấy, thì cũng chia sẻ là hiện nay tiếp tục giữ chặt nó. Fit này cũng mạnh này, fit tăng rất mạnh này. Đấy. TDC nhá, TDC dòng tiền vào rất là mạnh thì nó cũng lên được, không vấn đề gì. NTL này cũng bình thường, cũng lên được anh chị nhé, rất là đẹp. NDN này cũng thế nhá, xóa này đi. NN sau khi vượt khỏi cái mức kháng cự thì chạy rất tốt. CCL này thì nó còn một cái vùng kháng cự mạnh phía trên, nhưng mà dòng tiền vào rất mạnh thì nó cũng vẫn có thể chạy tốt anh chị nhé. Tích này thế này, tích này thì tích lũy đây thì đang tích lũy lại phần 2 ở trên này, xong nó sẽ chạy được. Ok nhé. BI này cũng chạy được nhé, cũng lên được. DGC này cũng vài một số bạn cũng hỏi, thì nó có một cái vùng kháng cự ở trên này này, khá dày. Thì nó vẫn chạy được. Sau khi chạy được thì có thể nó sẽ tích lũy ở phần này. Đấy, xong nó sẽ chạy được anh chị nhé. Chung bất động sản nhiều cổ phiếu đẹp. Bất động sản chia làm hai nhóm, một nhóm tiếp tục chạy và một nhóm có cái sự rũ bỏ. DID là cổ phiếu mới xuất hiện, nhưng mà như thế này là nó cũng chạy được. HDG này cũng chạy được anh chị nhé, mũi tên vẫn còn từ trước nhé. Đấy, SCR này cũng chạy được nhé. HDC thì cũng chạy được nhé, mua vào khối lượng cao bán ra khối lượng thấp, chạy được không vấn đề gì. Vinhome thì các anh chị thấy là sau khi nó bứt thoát khỏi cái vùng thích thoát khỏi cái vùng kháng cự này nhá, thì chúng ta đánh giá là cái dòng tiền vào. Tuy nhiên hôm nay là cổ phiếu có cái sự bán ra khá là mạnh, tương đương với khối lượng là khoảng 18 triệu. Các anh chị thấy lúc đầu phiên nó có thể bán xuống dưới thủng cả MA10 là cái đường màu xanh này, xong rồi nó kéo lên thì ở đây thì các anh chị có thể dự đoán rằng là đây là người ta bán ra, nhà đầu tư lớn bán ra đúng không. Tuy nhiên là các bạn chị có thể thấy là thứ nhất là đây là phiên này, là phiên mặc dù là bán ra nhưng mà nó có cái lực kéo lên, vẫn có lực cầu vào là một. Cái thứ hai là nó chỉ tương đương với cái phiên test của hôm ngày trước thôi, ngày 11 tháng 8 thôi, đều là 116 hết. Do vậy thì nó chưa quá tiêu cực nhé, nó vẫn có thể lên được. Khi nào mà nó thủng lại phía dưới này thì anh chị có thể xem xét, hoặc thủng MA10 thì các anh chị có thể chạy. Còn hiện nay thì vẫn ok. LHG này cũng ok này, Long Hậu lên này, Khang Điền này thì ok nhé, các chị cũng vẫn lên được nhé. Nói chung các cổ phiếu này thì vẫn lên được. Cổ phiếu DRH này thì nó phía dưới không ưu tiên. Đấy. Ok, thì đó là các cổ phiếu bất động sản. Mình sẽ đi về các cổ phiếu chứng khoán.
chứng khoán thì các anh chị có thể xem cái hôm qua mình có làm cái clip phân tích về các cổ phiếu chứng khoán á. Thay vì phân tích thị trường thì mình chỉ tập trung vào các cổ phiếu chứng khoán thôi, thì cũng chỉ ra cái cách mua bán đối với các cổ phiếu chứng khoán. Thì các anh chị thấy là chứng khoán là cái dòng mà chúng ta có thể đã nhìn thấy từ cách đây khoảng một vài tuần cơ. Tuy nhiên là nó chạy khá nhanh, nó chạy nhanh cả những cái sự kỳ vọng của chúng ta, bởi vì ngay từ đầu khi mà nó vượt khỏi cái vùng này này thì mình nghĩ là các cổ phiếu chứng khoán có thể nó sẽ chờ nhau và nó sẽ có một cái vùng tích lũy ở đây. Tuy nhiên là cái cổ phiếu FTS này rất là mạnh, nó chạy thốc hẳn lên, chạy qua không có điểm mua luôn. Nếu ai đó mà có thể mua một cái phiên sau khi các anh chị thấy là rũ xuống kéo lên thì có thể mua ở phiên này, là cái phiên cuối cùng có thể tham gia được. Còn bây giờ thì không có điểm mua nữa, chỉ có thể nắm giữ thôi. TVB lại thế nhá, các anh chị thấy nó là cổ phiếu mạnh số 2, chạy rất là mạnh lên được, rất đẹp. Những cổ phiếu chứng khoán này thì các anh chị đừng có vội bán, các anh chị cứ nắm giữ đi nhé. APG lại thế này, rất là đẹp, nó chả thèm tích lũy nữa, nó có thể nó chạy luôn này. Đấy, điểm mua này hôm qua có chia sẻ các anh chị điểm mua này, chạy điểm mua sau cùng nhá. Nếu các anh chị có những cái điểm mua trước thì cái điểm qua là điểm sau cùng, trừ khi nó tích lũy lại tiếp thì chúng ta mới có thể mua thôi, còn không có thì chúng ta sẽ chờ. WSS này cũng thế này, cũng lên được. BSI này lên được. VCI thì hôm nay cũng điểm mua bùng nổ nhé, hôm nay có thể mua được. Hôm nay là cái điểm mua cuối cùng của cái lần này. Các anh chị thấy nhé, sau khi nó chạy này nó tích lũy một phần ở phía trên này đúng không? Và nó chạy luôn, thốc luôn. MBS thế nhé, MBS này cũng là một điểm mua. SBS thế nhé, cũng lên được. Nói chung các cổ phiếu nó đều rất, chứng khoán này dòng tiền vào rất là mạnh, đều lên được hết. Đây là dòng trụ nhé các anh chị nhé. Chiến lược đánh cổ phiếu dòng trụ này thì lát mình sẽ nói thêm ở cái phần cuối để các anh chị biết thế nào là cắt lỗ, thế nào là chốt lời. Chia sẻ thêm về cái cách kiếm lợi nhuận ở cái một giai đoạn siêu lợi nhuận, ở những cái giai đoạn mà dòng trụ nó chạy. Đấy, tất cả đều thế hết nhé, VDS thế, đều lên được rất là mạnh. SDI thế nhé các anh chị nhé, đây là cũng là một cái điểm mua nhé. Sau cái 2-3 phiên bán ra này, đúng không? Bán ra khối lượng thấp và mua lại ngay. Đây là điểm mua cuối cùng hôm qua mình có chia sẻ. Đấy thì các chị có điểm mua gia tăng này. Và hiện nay chạy rất tốt rồi. CTS thế nhé. Các cổ phiếu đều thế luôn. Chỉ có cái cổ phiếu VIX như này thì các anh chị không nên, bởi vì nó là cổ phiếu kênh dưới. Có thể là nó có một cái ngắn hạn nó sẽ lên được, nhưng mà các anh chị nhìn ở đây cả một cái xu hướng xuống này, mình không nên tham gia những kiểu cổ phiếu như thế. Mình tham gia những cổ phiếu mà nó có xu hướng lên rất là rõ. Đấy, mình sẽ đi tiếp đến cái dòng vận tải nhé, dịch vụ vận tải này. Cái dòng hiện nay các anh chị ở hôm vừa rồi thì một số anh chị cũng kiếm được lợi nhuận rất là tốt, đặc biệt là đối với HAH. Thì các anh chị hiện nay nó đang ở cái vùng mà nó rung lắc là giống như trên ngọn cây á, mình chia sẻ rồi. Đối với cái dòng HAH này thì cái cổ phiếu leader của nó, cái dòng vận dịch vụ vận tải thì leader của nó là HAH, xong đến SGP nhé. Thì khi mà cái dòng cái cổ phiếu leader hàng đầu của nó mà lên đỉnh á, thì nó sẽ có những cái hoạt động chốt lời. Đấy, thì ở đây nó sẽ xảy ra hai kịch bản các anh chị nhé. Nếu mà nó có thể sống được thì nó sẽ tích lũy ở vùng này, đấy là kịch bản thứ nhất, là nó sẽ loanh quanh ở đây, xong nếu tốt nó sẽ lên tiếp nhé. Có một kịch bản thứ hai là nó có thể rơi, và nó sau khi nó rơi là nó rơi phía bên này, nó phân phối ở đây thì nó sẽ rơi nhé. Thì đối với cả hai kịch bản này thì chúng ta không nên nắm giữ cổ phiếu này. Bởi vì sao? Bởi vì nếu các anh chị nắm giữ thì các anh chị bị chôn vốn ở đây, mà hàng ngày nhìn nó rung lắc ở cái vùng ngọn này rất là kinh. Do vậy là những cổ phiếu này chúng ta nên chốt lời, kể cả DXP cũng thế. Nó là những cái mô hình đường dây, các anh chị nhìn được giống như các cái đường dây so le như này, bản thân cung cầu ở đây nó đảo như giang lạc luôn, rất là chóng mặt. SGP cũng thế, rất là chóng mặt. Những cổ phiếu này chúng ta không nên nắm giữ nữa, kể cả nhá, kể cả ở đây nó có thể tích lũy lại, nhưng mà các anh chị nắm giữ ở đây các anh chị sẽ bị chôn vốn và mất thời gian. Kể cả GMD nhé, GMD hiện nay các anh chị thấy hai phiên bán ra khối lượng tốt này, đảo này, sáng bán ra chiều kéo lại này, rất là khó. Chỗ này nó sẽ là kể cả những có những cái cơ hội tích lũy thêm, có thể lên có thể xuống. Thì lên các anh chị chờ cho nó kiệt vốn đã, xong chúng ta tham gia một cái nhịp hai sau, chứ hiện nay thì không nên nắm giữ. Đấy, còn đối với dòng hóa chất DMP, xong chị các anh chị thấy nó chạy nước rút nhé. Đây là hai phiên chạy nước rút này, chạy nước rút bán ra này, kéo lên thôi,
không sao cả, thì nhưng mà giai đoạn này chúng ta không nên nắm giữ nữa, không nên nắm giữ anh chị nhé. Bởi vì nắm giữ ở đây nó nhiều người thì thích mua ở cái vùng ngọn này này, giống như kiểu chờ có gió mạnh thì các anh chị lên cây, các anh chị thu hoạch hoặc là đi đánh bắt ở những mùa mưa to bão gió lớn, nhưng mà như này rất là rủi ro. Đấy, đối với các cổ phiếu BFC cũng thế, nó rất là có thể là những cổ phiếu này nó cũng không, có thể nó sẽ không rơi ngay được và nó sẽ có những cái cơ hội. Ví dụ các anh chị thấy đây nhá, nó sáng chiều, sáng thì sàn chiều trần, có thể vẫn lên được nhưng chúng ta không nên. Đấy, những cổ phiếu DCM lại thế, mặc dù có thể lên được nhưng không nên tham gia. Đấy, mình muốn chia sẻ với anh chị một cái dòng nữa là cái dòng ngân hàng nhé. Dòng ngân hàng thì như mình, giống như mình nói là ba dòng chứng khoán, ngân hàng và dầu khí là có thể có cơ hội sắp tới. Thì hiện nay mình thấy ngân hàng khá là tốt rồi các anh chị, nhìn này, vốn rất là kiệt rồi nhé, vốn rất là kiệt như này này, cổ phiếu này đang ở nền 2 thì có thể sẽ chạy được. Đấy, EVF này thì là không ưu tiên nhé, nhìn vì đồ thị nó khá là lòng lẻo, nhưng mà những cái cổ phiếu khác ấy, chị thấy MBB này hôm nay bùng nổ rồi này. Đấy, cũng bắt đầu ok rồi đấy, kiệt vô nó bùng nổ nhé. MSB cũng thế này, hai phiên bùng nổ rồi này, rất là đẹp nhé. Thì những cổ phiếu như này thì nó cũng sẽ lên thôi, nó cũng dòng ngân hàng sẽ chạy thôi. Các anh chị rũ này, kéo lên này, HDBA này, đấy, TPB này cũng thế này. Đấy, thì dòng cổ phiếu ngân hàng là chúng ta có thể mai phục được các anh chị nhé. Nói chung là đấy cũng khá là đẹp rồi đấy, trừ mấy cổ phiếu mà xuống sâu quá này thì không ưu tiên thôi, chứ còn những cái cổ phiếu trên thì đều được. Đấy, Techcombank anh chị thấy này, cũng dòng tiền vào này. Đây cái phiên check out của nó, ranh giới giữa âm dương của nó đây này. Đấy, tạo thành một trend. BBB cũng thế, cũng đều rất là ổn nhé. Đấy thì các anh chị thấy là hiện nay thì chứng khoán là dòng đang rất là hot, bất động sản vẫn lên được, bán lẻ thì ok. Dòng đang chạy nước rút thì chúng ta cũng hạn chế tham gia để chuyển qua đánh những cái cơ hội, đánh các cái dòng chứng khoán, có thể bất động sản hoặc là các cái dòng sắp tới. Thì giống như mình chia sẻ đối với là cái dòng ngân hàng là rất tiềm năng. Ngoài ra dầu khí thì do là nó pha này nó phân thành nhiều cái loại quá, mình sẽ tập các bạn xem ở đây đi. Oil này các bạn nhìn, chị nhìn này, rũ này, khối lượng kiệt này, kéo lên này, có những cái dùng chốt lời ngắn hạn thôi, nhưng mà sau cái đoạn này nó sẽ chặt chẽ và nó sẽ đi lên được. Đấy, không sao cả, cái khối lượng này lớn không sao, khối lượng lớn nó lại vẫn kéo lên, thủng MA20 kéo lên, nay bắt đầu kiệt bán này, hết từ cung này. Các anh chị thấy không, cơ bản là dòng dầu khí này cũng rất là tiềm năng đấy. Cho nên tại sao mình có thể nói, các anh chị có thể xem lại các cái video cũ về các cái ngày trước, mình cũng nhấn mạnh rất nhiều về ba cái dòng này, nên thì dòng này có thể theo dõi được. Tất nhiên là giờ hiện nay chúng ta chưa nên tham gia dòng dầu khí, mà chúng ta nên đánh theo dòng. Khi mà các cái dòng nó chạy thì chúng ta sẽ đánh xoay vần nhá. Thì ba cái dòng này thì chúng ta có thể theo dõi thêm. Còn đối với cái chiến thuật đánh cổ phiếu dòng trụ thì các anh chị xem ở các cái clip của các cái chia sẻ của mình á, thì mình không bao giờ chia sẻ với anh chị là cái đánh theo kiểu T3, T4. Mặc dù là phân tích ở đây là phân tích kỹ thuật, tất nhiên là phân tích cơ bản, thì không phải là mình không chia sẻ. Tuy nhiên là cái cách chúng ta ở đây là tiếp cận theo cái hướng là chúng ta sẽ đánh theo dòng tiền. Và dòng tiền đây là dòng tiền của các cái nhà đầu tư lớn. Và các cái nhà đầu tư lớn họ đánh thì là bởi vì sao? Bởi vì họ đã có những cái thông tin, có những cái cách tiếp cận vấn đề và họ có những cái sự gom hàng trước đó rồi. Thì mình sẽ đánh theo các cái dòng tiền của họ, đánh xoay vần theo các cái dòng tiền của họ. Và ở đây thì khi mà các cái dòng trụ, các anh chị nhìn ví dụ dòng chứng khoán là cái dòng trụ này, thì các anh chị có thể nhìn lại các cái dòng đợt trước này, đúng không? Nó có cả một cái chen như thế này để các anh chị có thể kiếm cho này được 60-70%, 40%. Không, cả cái đoạn này. Tại sao chúng ta phải đánh T3, T4 cho nó rủi ro? Các anh chị đánh T3, T4 thì các anh chị lợi nhuận được khoảng 5-10% trong một đó lợi nhuận rủi ro, cũng phải 5-7% lợi nhuận rủi ro tương đương 1:1. Còn nếu chúng ta tham gia vào những cái giai đoạn đánh dòng trụ như thế này này, chúng ta có thể kỳ vọng lợi nhuận từ 30-40%. Nhá, thì đối với mình thấy là cái dòng chứng khoán đang là cái cơ hội để các anh chị có thể kiếm được những cái khoản lợi nhuận như vậy. Tuy nhiên cái rủi ro ở đây là gì? Rủi ro ở đây thì các anh chị cũng thấy rồi. Bản thân khi đây nó là một cái nền tích lũy mà nó chạy lên thì chúng ta đương nhiên là chúng ta sẽ không mua đuổi ở đây nhá. Nhưng mà anh chị có thể tạm cho nó một cái khu vực ở đây này. Một cái khu vực ở phía này này, để nếu nó thủng về phía này thì chúng ta sẽ chạy. Đấy, FTS. Đối với TB thì thấy các anh chị là với cái hình cái ô này mình đã vẽ em trước, nó là cái khu vực tích lũy.
khi mà nó rời nền này lên một cái nền mới này, thì bây giờ cái giới hạn của nó là gì? Khi mà nó trở về nền cũ thì chúng ta có thể chúng ta bán nhá, còn không có thì các anh chị cứ để cho nó chạy, cứ để cho nó chạy đấy, đều là vượt các cái nền cũ nền mới, đều rất chạy rất là tốt rồi, thì chúng ta hãy cứ ôm chặt các cái cổ phiếu này, các anh chị không cần phải phải bán, không cần phải chốt lời sớm làm gì cả. Chúng ta đánh là đánh theo dòng, khi nào nó chết là nó sẽ chết cả dòng nhá. Thì khi mà chết cả dòng này thì các anh chị thấy các cổ phiếu trong cả dòng này nó bắt đầu nó bán ra ồ ạt, hoặc là nó có hiện tượng chốt lời hoặc chạy nước rút, lúc đó chúng ta sẽ phải chốt lời nhé. Thì ở đây thì ngắn hạn thì mình chia sẻ là chúng ta cứ ôm chặt những cái dòng này, hãy để cho lợi nhuận nó gia tăng. Và nếu mà các chị cắt lỗ hoặc bán thì khi xảy ra một số tình huống như sau: thứ nhất là thủng MA10, thủng MA10 thì các chị có thể nên bán. Thủng MA10 bán là bởi vì sao? Bởi vì khi nó thủng MA10 thì có nghĩa là nó cần thời gian để nó tích lũy thêm hoặc là nó sẽ rơi, do vậy thủng MA10 nó là một cái giới hạn để anh chị bán. Cái nhất, cái thứ hai các anh chị lỗ 7% tối đa so với cái điểm các anh chị mua thì các anh chị phải bán. Và cái thứ ba là nó có những cái aftertrade hoặc những cái phiên bán ra khối lượng lớn, thì thông thường sau những cái phiên bán ra khối lượng lớn như vậy thì nó sẽ cần phải làm gì? Nó sẽ tích lũy thêm để mà nó có thêm cái lực để nó chạy tiếp nhá. Thì các anh chị hãy ôm chặt, hãy ôm chặt, đừng vội chốt lời. Các anh chị có thể bán thanh lý cổ phiếu chứ đừng chốt lời những cổ phiếu như thế này đó. Thì đó là cái cách mà mình cũng chia sẻ với anh chị về chiến thuật đánh cổ phiếu dòng trụ, là chúng ta phải không phải là tham, nhưng chúng ta phải đánh hết sóng, đánh hết lực tăng của nó thì sẽ cho lại cái cơ hội lợi nhuận rất là tốt. Thì mình sẽ làm những cái video tiếp theo về chỉ rõ cái chiến thuật này, tuy nhiên trong cái phạm vi ngày hôm nay thì mình cũng dừng ở đây. Các anh chị và các bạn mà có các cái đề nghị về phân tích các cái dòng cổ phiếu nào hoặc các cổ phiếu nào thì có thể là comment và phía bên dưới thì mình sẽ làm các cái video clip để chia sẻ phân tích về các cái dòng cổ phiếu mà các anh chị quan tâm. Các anh chị cảm thấy video hữu ích thì vui lòng chia sẻ cho những người quan tâm. Các anh chị đừng quên là subscribe kênh cũng như nhấn nút quả chuông để nhận các cái bản tin mới nhất. Cảm ơn các anh chị, hẹn gặp lại.